Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê. Các bạn thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kỹ thuật rất là cơ bản, gọi là kỹ thuật cơ bản đầu tiên trong cái bộ môn sáo trúc của chúng ta. Đó chính là kỹ thuật lưỡi đơn. Các bạn vừa thấy tôi thổi các nốt từ đồ và tới đố, đúng không ạ? Các bạn thấy là mỗi lần tôi nâng ngón lên thì nốt nó rất là chắc. Nó rất là gọn, rất là khỏe, tạo được cái điểm nhấn riêng rời từng nốt ra, đúng không ạ? Thì đó là cái tác dụng cũng như cái sự xuất hiện của cái lưỡi đơn và các bạn có thể nghe thấy. Thì tác dụng của lưỡi đơn nó làm cho cái nốt là nó gọn hơn này, nó chắc hơn này, cái bài nó khỏe khoắn hơn, đúng không ạ? Phân tách được các nốt, thì nó có những cái điểm, những cái tác dụng hay như vậy. Thì chúng ta sẽ luyện tập cái kỹ thuật này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng vào phần 2 các bạn nhé. Cách tập này thì chúng ta cần lưu ý là các bạn sẽ phát âm các cái cụm chữ đấy, các cái chữ nó có cái chữ T đi đằng trước, nhưng mà ở đây mình chia sẻ luôn là các bạn chỉ nên áp dụng hai chữ, một là chữ tù, tờ ô tô huyền tù đấy, và hai là tờ ô tô huyền tù. Tại sao lại là hai cái từ này? Thì thứ nhất là cái từ tù nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sức bật, đúng không ạ? Có một cái sức bật ra bên ngoài, nó sẽ mạnh, lấy lưỡi đơn nó khá là chắc. Và cái thứ hai là cái chữ tổ, thì cũng giống như chữ tù, ngoài cái việc là nó bật ra bên ngoài, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại còn có cái việc là nó giúp cho các bạn cái vòm họng nó hơi kéo xuống một chút, và cái có khoang miệng nó rộng hơn ở trong. Chính vì vậy là cái âm sẽ có cái độ vang hơn một chút. Đấy, thì các bạn tùy cân nhắc, các bạn thích luyện tập cái nào, cảm thấy nó phù hợp với mình thì các bạn nên luyện tập. Đấy. Và cái thứ hai, một cái hình dung nữa để các bạn tập cái kỹ thuật này, thì nó giống như là khi chúng ta có một cái tí bụi gì nó bắn vào miệng, đúng không ạ? Chúng ta muốn nhổ ra thì chỉ nhổ nguyên cái tí bụi đấy thôi, đúng không ạ? Chứ chúng ta không nhổ cả nước bọt, nó chỉ là, đúng không ạ? Các bạn đặt môi lên, đặt môi giống như khi thổi sáo, đúng không ạ? Và chúng ta phát âm chữ tù, đẩy lưỡi ra bên ngoài. Như vậy là chúng ta đã phát âm được rồi. Đấy, phát âm được chữ này. Và đương nhiên là nhiều người còn hơi yếu lưỡi, thì chúng ta cứ tập dần và cái độ chắc nó sẽ chắc dần lên các bạn nhé. Và một số cái lưu ý là khi các bạn luyện tập kỹ thuật này, thì một số bạn lại không phát âm cái chữ tù, chữ tồ, mà một số phát âm chữ thờ. Nếu như chữ thờ nó rất là yếu, nó vừa dài hơn, các bạn phát âm chữ thờ, TH đấy, chữ thờ đấy, thì nó vừa yếu hơn, vừa dài hơn, cảm giác ở ngoài hơn, nó không chắc các bạn nhé. Thì bạn nào đang luyện tập là nó đang phát âm chữ thờ thì các bạn cần lưu ý và sửa chữa. Cái tiếp theo nữa là khi các bạn phát âm bằng cái lưỡi đơn này, nó xuất hiện một số cái việc là các bạn căn làn hơi chưa chuẩn. Ví dụ cái nốt son nó là, thì các bạn đánh lưỡi làm sao nó chỉ mạnh bằng cái luồng hơi của nốt son này thôi, đúng không ạ? Chứ đừng để thôi, đúng không ạ? Thì đấy là các bạn đang thổi một cái luồng hơi mạnh hơn và cái lưỡi đơn nó đang lên cao mất rồi. Đấy, và tu xong nó phải trở về bình thường, đấy là cũng vậy, mà nó tu nó chỉ mạnh, nó chắc hơn những cái điểm hơi khác thôi, còn nó vẫn cao độ, nó vẫn như vậy, có thể là nhỉnh hơn một xíu nhưng không thể làm chuyển nốt được các bạn nhé. Đấy là về cái cường độ hơi các bạn cần lưu ý khi áp dụng lưỡi đơn này. Cái thứ hai là mỗi nốt các bạn chỉ đánh lưỡi đơn một lần, đúng không ạ? Ví dụ như trong cái câu, trong cái bài Xuân này còn không về, ta tón ta tù tù ta tô tô ngân 2 3 4, đúng không ạ? Thì các bạn không phải là chúng ta chỉ đánh một lần thôi. Đối với mỗi nốt trong một bài, cái hình nốt ở trong bài ấy, thì các bạn chỉ đánh một lần. Đấy, thì chúng ta không đánh ta 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 tô 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 tô, nó không phải như vậy các bạn nhé. Thì các bạn nên nhớ là mỗi nốt chúng ta sẽ đánh lưỡi một lần. Đấy, ví dụ như là tôi khi tôi vừa chạy ngón đấy, thì mỗi nốt chỉ đánh một lần. Đấy, cái tiếp theo nữa nhắc để các bạn lưu ý, đó là khi các bạn mà luyện tập lưỡi đơn tốt thì các bạn đã thành thục đến 50% kỹ thuật lưỡi kép rồi. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì là lưỡi kép thì nó cũng là
cũng có một nửa trong đó là lưỡi đơn, đúng không ạ? Chính vì vậy là các bạn luyện thật chắc lưỡi đơn thì đã là được lưỡi kép rồi, đúng không ạ? Nhiều bạn đánh rất yếu và hơi nó chưa gọn mà các bạn đã rất là vội tập vào kỹ thuật này rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các bạn cần lưu ý là chúng ta tập thật tốt kỹ thuật lưỡi đơn đi, để sau này chúng ta tập lưỡi kép thì nó sẽ rất là đơn giản các bạn nhé. Và cái tiếp theo nữa là khi mà áp dụng vào cái bài thì chúng ta đánh vào lúc nào, đánh lưỡi đơn vào lúc nào. Cái này nó có hai cái cách để các bạn luyện tập, các bạn cảm nhận về nó. Tức là một là theo cách học bài bản, tức là các bạn nhìn vào bản nhạc ấy, thì cái chỗ nào có dấu luyến, thứ nhất là các nốt nằm bình thường này, nó đơn nằm bình thường đấy, thì chúng ta sẽ đánh lưỡi, không có một ký hiệu đặc biệt, chúng ta đánh lưỡi vào mỗi nốt một lưỡi, đúng không ạ? Nốt ngân 4 cũng là một lưỡi vào đầu, nốt ngân 1 cũng là một lưỡi các bạn nhé. Cái thứ hai là các bạn đã học nhạc lý rồi thì các bạn cũng sẽ biết về dấu luyến, thì chúng ta sẽ đánh vào đầu dấu luyến đấy, đúng không ạ? Thì các nốt nằm trong và sau dấu luyến chúng ta, nằm cuối dấu luyến chúng ta không đánh. Đấy là cái thứ hai. Và còn cách thứ hai, khi các bạn không biết về nhạc lý thì đương nhiên là chúng ta phải cần sự cảm nhận thôi, lúc đó là cảm âm rồi. Chúng ta nghĩ ở cái đoạn này nó cần chắc thì chúng ta đánh lưỡi, mà cái đoạn kia không cần chắc thì chúng ta sẽ không đánh. Nhưng mà thường thì là sẽ bắt đầu vào chúng ta sẽ đánh các bạn nhé. Nhưng mà cái cách thứ hai này thì thật ra thì nó đã là cảm âm rồi, thì nó không thể có quy tắc là anh phải thế này, anh phải thế kia, và rất là khó vì nó cảm nhận của mỗi người rồi. Chính vì vậy là cái này thì tôi không thể chia sẻ nó sâu hơn được. Nhưng nếu về nhạc lý thì các bạn sẽ đảm bảo yên tâm là các bạn sẽ chính xác 100%. Thì vừa rồi là một số cái chia sẻ của tôi về cái tác dụng của lưỡi đơn này, cách tập nó như thế nào, một số lưu ý cần tránh, và khi áp dụng lưỡi đơn vào bài thì chúng ta cần lưu ý cái gì. Thì rất là mong sẽ cái sự chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn nào đang luyện tập cái kỹ thuật cơ bản này sẽ luyện tập được tốt hơn. Và rất là mong những ý kiến đóng góp của những người đã chơi sáo tốt cũng như là chơi rất là tốt kỹ thuật này rồi, để chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ cái chủ đề hơn, và các mọi người luyện tập nó sẽ được tốt hơn. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.